Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 14 tháng 5 trên kênh VTB Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, rãnh áp thấp đang có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam, kết hợp với không khí lạnh tăng cường. Trong những ngày cuối tuần này, nhiều khu vực Bắc Bộ trời sẽ chuyển lạnh, vùng núi cao nhiều nơi trời sẽ chuyển rét, nhiệt độ sẽ giảm xuống thấp trong những ngày thứ hai của tuần tới. Không khí lạnh tăng cường bất thường di chuyển xuống nước ta, sẽ gây ra mưa to đến rất to cho các khu vực ở Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung. Bên cạnh đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực Nam Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh trở lại. Mưa to cũng sẽ diễn ra ở nhiều khu vực, mưa gia tăng về trưa và chiều. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai, mưa dông vẫn xảy ra tại khu vực Bắc Bộ. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày mưa có xu hướng giảm và có nắng đan xen, với nhiệt độ cao nhất ngày mai tại thủ đô Hà Nội cũng như là các tỉnh thành lân cận phổ biến ít thay đổi, trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Lưu xuống với các tỉnh ven biển Trung Bộ, do chịu tác động của hiệu ứng phơn, nên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất ngày mai tại miền Trung sẽ phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Về chiều tối, hoạt động của gió Tây Nam ẩm sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực vùng núi các tỉnh Trung Trung Bộ. Lưu xuống hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay vẫn có mưa rào và dông rải rác, ngày mai trời giảm mưa và có nắng, với cường độ nắng tăng mạnh với mức nhiệt ở Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ, còn tại Nam Bộ mức nhiệt từ 33 đến 36 độ, nóng cục bộ tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh miền Đông. Chuyển sang thời tiết trên biển, ảnh hưởng của rãnh thấp dịch xuống phía Nam, nên ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió Nam cấp 4 đến cấp 5. Với khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa lại có mưa dông rải rác về chiều và tối, gió nhẹ,